Lên được mấy ly rồi con? Lên được mấy ly mét rồi biết. Qua nhuộm đầu kìa. Đầu nhuộm giúp hả? Hả? Tóc đỏ. Không nhuộm thì không sao. Đừng có lấy cái chuyện ở đây mình gặp con gái thì nhuộm trái tim mình chết á. Hôm nay mình nhuộm trái tim là xong ngay. Bữa đi mẹ hất tắt đi, bữa nay già đi. Bữa nay bao nhiêu? Dạ. Bữa nay ăn ba cái xèo luôn. Bốn cái rồi. Ba ba cái nữa. Bốn cái. Bốn cái. Bốn cái. Bốn cái. Bốn cái. Bốn cái. Hai chị đổ mà. Đổ mà. Nhà đổ. Đổ bánh xèo mà. Nhà đổ. Nhà đổ ăn. Nhà đổ ăn. Thì đó cái đó món này nó khoái. Cái gì cũng bằng quê. Cho nên bây giờ lý là không có mình.